Triển lãm ảnh nghệ thuật Sắc màu Hội An do Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Truyền hình thành phố Hội An phối hợp với nhóm VH Hội An tổ chức. Hiện đang tiếp tục diễn ra đến ngày 18 tháng 4 năm 2021 tại không gian nhà số 31 đường Nguyễn Thái Học, thành phố Hội An. Đây là hoạt động trong khuôn khổ sự kiện Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Nam năm 2021. Tại triển lãm này, nhóm VH gồm nghệ sĩ nhiếp ảnh Mai Thành Chương và hai nhiếp ảnh gia Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Anh Cường trưng bày 45 tác phẩm với những góc nhìn độc đáo dựa trên chất liệu cuộc sống, con người và thiên nhiên Hội An. Qua đó, chuyển tải thông điệp về vẻ đẹp bình yên, nên thơ, nhân tình thuần hậu của đất và người Hội An. Đây là triển lãm khởi đầu cho dự án Con đường nghệ thuật Hội An diễn ra định kỳ hàng tháng theo các chủ đề khác nhau trong năm 2021 của nhóm VH. Nhóm cũng sẽ bán các tác phẩm để xây dựng quỹ hỗ trợ cộng đồng tại Hội An trong thời gian đến.